Trứng gà tốt hơn hay trứng vịt tốt hơn? Giá trị dinh dưỡng cụ thể của trứng đối với sức khỏe của cơ thể con người như thế nào? Kính chào quý vị, chào các bạn. Mình là Dược sĩ Ngọc Bé, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trên kênh YouTube của mình. Nội dung của video hôm nay mình muốn chia sẻ và gửi tới quý vị khán giả và các bạn đó chính là giới thiệu về những giá trị dinh dưỡng của trứng đối với sức khỏe của con người. Trứng là loại thực phẩm gần gũi, quen thuộc, thiết yếu đối với tất cả mọi gia đình. Trứng cung cấp hàm lượng đạm cao, cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, dễ sử dụng, dễ ăn và rất dễ hấp thu. Sử dụng trứng làm thực phẩm đúng cách, đủ lượng sẽ có tác dụng hỗ trợ kiểm soát một số tình trạng bệnh lý. Và có một số bạn đã thắc mắc là trứng vịt bổ hơn hay trứng gà bổ hơn? Ăn trứng có tác dụng cụ thể như thế nào? Và sử dụng lượng bao nhiêu là vừa đủ cho cơ thể? Nếu như quý vị và các bạn quan tâm, hãy bớt chút thời gian để theo dõi hết video của mình. Mình sẽ có 3 phần chính để gửi tới các bạn như sau. Phần thứ nhất, những thành phần dinh dưỡng có chứa trong trứng. Phần thứ hai, tác dụng cụ thể của trứng đối với sức khỏe. Phần thứ ba, những lưu ý khi ăn trứng. Trước khi đi vào nội dung chính, mình có đôi lời nhắn nhủ gửi tới quý vị khán giả và các bạn xem video. Hãy nhớ bấm like, share và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé. Và các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình quả chuông để mỗi khi mình xuất bản video mới, các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được những video đó. Trước tiên, chúng ta cùng nhau tìm hiểu vào phần thứ nhất, thành phần dinh dưỡng có chứa trong trứng. Cho dù là trứng gà hay trứng vịt thì chúng ta cũng đều biết là ở lòng đỏ của trứng sẽ chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn lòng trắng. Trong lòng đỏ trứng có chứa những thành phần như protein, chất béo, canxi, sắt, kẽm, phosphor, magie, iốt, natri, axit folic, các loại vitamin như vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B8, vitamin D, vitamin K, glucid, lecithin và một số thành phần khác nữa. Và lòng trắng của trứng cũng có chứa một số những thành phần tương tự như ở trong lòng đỏ của trứng và chủ yếu ở trong lòng trắng có chứa albumin. Và đã rất nhiều người có thắc mắc là trứng gà bổ hơn hay trứng vịt bổ hơn. Cả hai loại trứng gà và trứng vịt đều có những tác dụng riêng đối với sức khỏe. Trong trứng gà có chứa hàm lượng chất béo và calo thấp hơn so với trứng vịt. Tuy nhiên thì trứng gà lại chứa hàm lượng canxi, phosphor, kẽm, kali, vitamin A, vitamin D cao hơn trong trứng vịt. Đặc biệt, vitamin D rất ít những thực phẩm có được. Tuy nhiên, trứng vịt lại có chứa hàm lượng cholesterol cao, có chứa nhiều chất béo và rất giàu calo. Hàm lượng đạm trong trứng gà cao hơn hàm lượng đạm trong trứng vịt, nhưng chất béo trong trứng gà lại thấp hơn chất béo trong trứng vịt. Nên trứng gà ít gây đầy bụng, trướng hơi khó tiêu, đó là lý do tại sao người ta cho rằng trứng gà bổ và lành hơn trứng vịt. Thực tế thì tác dụng của trứng gà và trứng vịt đối với sức khỏe không khác nhau nhiều. Trứng gà sẽ thích hợp sử dụng cho trẻ em, những người mới ốm dậy, phụ nữ sau khi sinh, những người có hệ tiêu hóa kém thì nên sử dụng trứng gà làm thực phẩm, sẽ giúp dễ tiêu hơn. Đặc biệt, những người mắc bệnh về tim mạch nên sử dụng trứng gà. Còn đối với những người bình thường, những người lao động mệt mỏi, gắng sức, cần bồi bổ sức khỏe thì có thể sử dụng trứng vịt làm thực phẩm hàng ngày. Tuy nhiên, nên sử dụng xen kẽ cả trứng gà và trứng vịt để được cung cấp đầy đủ các lượng chất dinh dưỡng. Bởi vì trong trứng vịt có chứa lượng calo cao gấp đôi so với trứng gà. Chất béo, vitamin, omega 3 ở trong trứng vịt cũng cao hơn trứng gà. Tóm lại, trứng gà và trứng vịt đều có tác dụng dinh dưỡng rất tốt đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, mỗi loại sẽ phù hợp với từng người khác nhau. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau đi vào phần thứ hai, giá trị dinh dưỡng cụ thể của trứng đối với sức khỏe của con người. Trứng là loại thực phẩm bổ dưỡng nhất. Trứng cung cấp các chất bổ, các loại vitamin, khoáng chất, các vitamin như vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin E. Đặc biệt, trứng chứa hàm lượng cao vitamin D, các loại khoáng chất như sắt, kẽm, magie, phosphor. Các axit amin thiết yếu, protein, chất đạm, chất béo. Đây là những vi chất cần thiết cho sự hoạt động và phát triển của cơ thể con người. Ăn trứng thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày sẽ có tác dụng giúp cung cấp gần như đầy đủ những lượng vi chất cần thiết đối với sức khỏe mà cơ thể cần một cách toàn diện, giúp phục hồi sức khỏe, tăng cường thể lực. Trứng có tác dụng giúp hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Sau khi ăn trứng có tác dụng giúp làm tăng cholesterol tốt và làm giảm lượng cholesterol xấu ở trong máu. Khi ăn trứng sẽ có tác dụng làm giảm lượng triglycerides, đây là yếu tố gây bệnh tim mạch. Nên ăn trứng thường xuyên đúng cách
đủ số lượng sẽ có tác dụng giúp hỗ trợ giảm cholesterol, giúp hỗ trợ ổn định tim mạch. Ăn trứng thường xuyên có tác dụng giúp bổ mắt do trong trứng có chứa hàm lượng vitamin A cao, đặc biệt là trứng gà, đồng thời có chứa lutein, zeaxanthin, đây là những chất có tác dụng chống oxy hóa cao. Ăn trứng thường xuyên sẽ có tác dụng giúp giảm thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, giúp bổ mắt. Ăn trứng có tác dụng giúp xương và răng chắc khỏe. Do trong trứng có chứa hàm lượng cao vitamin D, có chứa canxi, magie, phốt pho, nên khi ăn trứng thường xuyên mỗi ngày sẽ có tác dụng giúp xương và răng chắc khỏe. Ăn trứng giúp bổ não. Trong trứng có chứa hàm lượng vitamin nhóm B cao như vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, các axit amin, các loại khoáng chất. Đây là những vi chất có tác dụng giúp bổ não. Ăn trứng sẽ giúp trẻ em phát triển trí não một cách toàn diện. Người lớn ăn trứng có tác dụng giúp cải thiện, giảm những triệu chứng của rối loạn tiền đình như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ. Ăn trứng có tác dụng giúp làm đẹp da, làm đen tóc. Do trong trứng có chứa hàm lượng vitamin cao như vitamin C, vitamin E, các protein, khoáng chất sẽ giúp da dẻ hồng hào, căng mịn, tóc đen mượt, giúp chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ sau khi sinh, phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Ăn trứng có tác dụng giúp hỗ trợ giảm cân do trong trứng rất giàu protein. Nên khi ăn trứng sẽ tạo cảm giác no lâu, dẫn tới giảm cảm giác thèm ăn, kiểm soát cân nặng mà chúng ta vẫn không bị đói. Tiếp theo, các bạn hãy cùng với mình đi vào phần thứ 3 là một vài điều lưu ý khi ăn trứng. Không nên ăn quá nhiều trứng trong một ngày. Trung bình, chúng ta chỉ nên ăn mỗi ngày một quả trứng, tối đa không quá 3 quả trứng trong một ngày. Vì trong trứng có chứa hàm lượng cholesterol khá cao, khi chúng ta ăn quá nhiều trứng thì cơ thể sẽ được cung cấp lượng cholesterol quá mức cho phép, sẽ dẫn tới những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Không nên ăn trứng cùng với các chế phẩm có chứa đậu nành hoặc sữa đậu nành, bởi vì ở trong đậu nành có chứa chất trypsin, đây là một chất có phản ứng với protein có chứa trong trứng. Nên khi ăn trứng cùng với những chế phẩm có chứa đậu nành hoặc là sữa đậu nành sẽ làm giảm hấp thu protein ở trong trứng, giảm giá trị dinh dưỡng của trứng. Hạn chế hoặc không nên sử dụng bột ngọt trong khi chế biến những món ăn từ trứng. Vì khi chế biến những món ăn từ trứng ở nhiệt độ cao, thành phần natri có chứa trong trứng sẽ kết hợp với một số thành phần có chứa trong bột ngọt, sẽ dẫn tới làm giảm lượng muối axit glutamic có chứa trong trứng, sẽ giảm giá trị dinh dưỡng của trứng. Đối với trẻ em, phụ nữ sau sinh, những người có hệ tiêu hóa yếu thì nên sử dụng trứng gà, sẽ dễ hấp thu và hạn chế những tình trạng đầy bụng, trướng hơi, khó tiêu. Đối với những người lao động nặng, làm việc tốn nhiều calo nên sử dụng trứng vịt và có thể sử dụng đan xen lẫn trứng gà và trứng vịt để được cung cấp đầy đủ các lượng chất dinh dưỡng. Đối với những người tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, không nên ăn trứng. Không nên uống nước trà ngay sau khi ăn trứng, bởi vì như vậy sẽ làm giảm sự hấp thu dinh dưỡng có trong trứng. Trên đây mình đã chia sẻ tới các bạn về giá trị dinh dưỡng của trứng đối với sức khỏe của con người. Và qua video này, các bạn sẽ trả lời được câu hỏi trứng gà bổ hơn hay trứng vịt bổ hơn. Nếu như các bạn còn có những thắc mắc về giá trị dinh dưỡng của trứng đối với sức khỏe, các bạn hãy để lại bình luận ở dưới video này. Mình sẽ tư vấn và giải đáp giúp cho các bạn. Phần trình bày của mình tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã theo dõi video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.